Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái video về mình cái cách để dâm mồi tiêu các bạn. Đấy, hiện tại bây giờ là mình đang dâm mồi tiêu. Thì cũng chia sẻ với các bạn về cái cách này thì để các bạn đỡ phải đi mua dây tiêu về trồng á, đỡ mua bầu tiêu rỡ đỡ rất là tốn nhiều tiền mà lại không hiệu quả mấy đâu các bạn. Thì chia sẻ với các bạn về cái cách mà để ươm bầu tiêu. Thì muốn có được vườn tiêu đẹp nhiều quả thì các bạn hãy tự tay mình làm thì nó bao giờ nó cũng tốt hơn. Thì mình sẽ đi nhặt những cái dây lươn đấy các bạn. Dây lươn là chọn ở những cái vườn nào mà tiêu đẹp. Tiêu đẹp ấy nhá. Đấy, mà tiêu cái giống tiêu nó là sai quả ấy, thì các bạn lấy những cái mồi tiêu đấy. Đó, sau đó các bạn về cắt những cái đoạn già đi. Từ 20 đến 30 phân thôi. Đó, sau đó các bạn lấy đất về các bạn đóng bầu. Và cái đất này thì các bạn có nên trộn thêm một ít phân chuồng quá à. Sau đó là các bạn đóng vào cái mua một cái túi ni lông để các bạn đóng vào. Thì mỗi một bầu thế này á, cho nó chắc chắn thì mình sẽ đóng là 3 giây. Đấy. Đóng cho đầy. Một bầu là 3 giây nhé các bạn. Thì để đảm bảo được cái sự sống 100% á, là các bạn cứ đổ một ít phân chuồng trộn với lại đất. Rồi các bạn nhào lẫn cho tơi đi rồi các bạn dâm thôi. Các bạn hãy chọn những cái cành nào mà nó già nhé. Đừng lấy những cái cành non. Và đặc biệt là khi mà các bạn cắt những cái mồi này á, là phải tìm ở những cái vườn nào á, là cho ta năng suất cao, quả nhiều, mà nó không có sâu bệnh thì ta cắt. Và đặc biệt là cái vườn này á, là không trong cái thời gian mình đi cắt mồi này là không được bỏ phân nhé các bạn. Nếu các bạn cắt vào cái vườn nào mà họ bỏ phân, mới bỏ phân á, là về dâm là cái sự sống của nó không được nhiều. Đấy, mình đã dâm đây. Mỗi một bầu các bạn dâm 3 giây nhé. Sau đó các bạn để vào chỗ bóng mát, các bạn che lại và các bạn tưới nước hàng ngày. Sau một thời gian thì nó sẽ nảy mầm ra lá rồi các bạn sẽ đem trồng. Đó, dây tiêu mình cắt về. Thì đây cũng là cái dây tiêu á, mình trồng ở tại vườn nhà mình đây. Các bạn thấy không? Dây tiêu này rất là tốt, trồng rất là tốt mà quả rất là nhiều. Mình sẽ trồng xen vào với cà. Đây là thời kỳ mà tiêu ra hoa. Rất là sai luôn nhá. Quá sai luôn. Từ gốc lên ngọn. Thì đây cũng là cái vườn tiêu mình trồng chen vào với cà nhà mình đấy. Các bạn thấy không? Quá sai luôn. Cà cũng rất là tốt. Cà đây, quả cà đây. Đó, tiêu trồng xen với cà nhé. Cây nào cũng bụi rất là sai. Đấy. Và còn đây là khu mình đã chôn cọc sẵn để bữa sau trồng tiếp theo đó.
Và những cái chỗ nào mà đất thưa thưa mình có thể dâm thêm đậu các bạn, đậu rời nghệ. Bây giờ là đang thu hoạch đậu, cà phê xen lẫn với tiêu. Đây là đậu nghệ, đủ thứ, trong vườn cây gì cũng có. Đây là cô Tấm đang hái đậu. Đấy, trồng xà rất là tốt nha các bạn. Cà cũng rất là tốt mà tiêu cũng rất là tuyệt vời luôn. Thì các bạn cứ về mà đi tìm những cái dây lươn của nhà mình ấy, chịu khó làm, tự làm mà đỡ phải mất tiền mua, đỡ tốn tiền mà lại hiệu quả rất là cao. Mình biết được cái giống nào là cái giống tốt thì mình lấy giống. Đấy, tiêu này. Nhà mình trồng rất là nhiều nhưng mà hầu như là toàn tự cắt mồi về trồng thôi các bạn. Đây cũng là dây lươn chứ không phải trồng dây áp đâu. Toàn dây lươn hết. Rồi sau một thời gian nó lên là các bạn khoanh nó xuống. Rồi bẻ ngọn đi, thế là nó thành tiêu áp thôi. Đấy, quả này chùm rất là dày. Rất là nhiều. Thì đây cũng là cái cách để mình tự làm mà tự trồng cho cái vườn tiêu của mình, để thu hái cho nó được bội thu. Thì cũng cho các bạn tham khảo và chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.